Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 3, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1781, 2453, 8428. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6819. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07075, 86188, 79734, 10417, 23101, 21921, 73428. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 26787, 60492. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 08147. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 29610. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 350231. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 350231.